Xin kính chào tất cả mọi người. Thì hiện tại mình đang có mặt trong cái khu vực của dinh một Bảo Đại. Thì đây là một trong ba cái dinh của vua Bảo Đại từng làm việc và sinh sống ở tại thành phố Đà Lạt. Thì hiện nay dinh một trở thành một trong ba cái di tích lịch sử dinh thự cấp quốc gia. Hiện nay thì dinh thự của Bảo Đại ở tại thành phố Đà Lạt thu hút rất nhiều khách du lịch khắp mọi nơi đến đây để tham quan, tìm hiểu đôi chút về cái cuộc sống của Bảo Đại đương thời. Sau đây mình cũng sẽ review quay lòng vòng cái khu vực dinh một Bảo Đại này. So với dinh ba thì dinh một Bảo Đại này nó rất đẹp nha các bạn. Bạn theo dõi hết video này của mình nha. Bây giờ mình bắt đầu đứng phía bên trong cái cổng kia nha. Cổng vàng vàng kia. Mới bước vào bên trong thì nhìn thấy cái cảnh quan. Cái đường lát đá rất là đẹp. Cảnh quan trong này là một rừng thông nha. Một rừng thông quá trời luôn. Rất là đẹp. Và cũng như dinh 3 thì dinh 1 cũng nằm trên một cái quả đồi rất là rộng, quả đồi rất rộng rất đẹp. Thì phải nói là những cái công trình thời Pháp mà có liên quan tới nhà vua và hoàng tộc nó đều xây dựng ở những cái vị trí đẹp, vị trí lý tưởng. Và đặc biệt là thành phố Đà Lạt là một trong những cái thành phố đó, có cái khí hậu rồi cái địa hình rất đẹp đó, cho nên nó càng làm và tô thêm cái vẻ đẹp của những cái công trình được xây dựng thời xa xưa, đặc biệt là những cái công trình thời Pháp xây dựng. Các bạn thấy không, cái cảnh quan xung quanh cả một rừng thông mắt rợi luôn nha. Vào bên trong này đó, khá rộng luôn các bạn, rất rộng. Giờ mình đi vào ở bên trong nữa nha. Rồi giờ mình tiến dần vào bên trong. Đi theo con đường chính này, con đường chính giữa của cái khuôn viên dinh một Bảo Đại. Trong này cũng có vài cái con ngựa. Ngựa này là ngựa dùng để đưa du khách đi lòng vòng này. Cảnh quan quá đẹp luôn các bạn. Đây mấy chú ngựa, mấy chú ngựa rất đẹp, rất dễ thương. Bên trong này trước cái tòa dinh chính kia thì người ta thiết kế hiện nay trồng hoa rất là đẹp nha các bạn. Bạn thấy đây toàn hoa không? Một cái điều, một cái đặc thù đặc trưng của thành phố sương mù Đà Lạt là hoa, cho nên mình thấy nơi nào cũng có hoa hết. Hoa nó làm mà cho cái vẻ đẹp, nó tô thêm cái vẻ đẹp của tất cả những cái công trình lớn nhỏ cũng như là nhà ở của dân cũng vậy. Đây, đây là một cái vườn hoa trước cái dinh chính đó. Vườn hoa hình bầu dục rất đẹp đó. Nó nằm, nó bao quanh, ở giữa là cái bức tượng, bức tượng vua Bảo Đại. Đây, bức tượng vua
vua Bảo Đại đây các bạn. Tiến sát vào các bạn xem. Đây bức tượng rất hoành tráng của vua Bảo Đại. Đó, bên dưới là cái thông tin tóm tắt về vua Bảo Đại. Vua Bảo Đại sinh năm 1913, mất năm 1997. Húy là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy nè, niên hiệu là Bảo Đại. Những cái thông tin cơ bản này về một cái vị vua triều Nguyễn, vị vua cuối cùng. Rồi mình tiếp tục đi vào bên trong. Đây là cái tòa dinh chính này các bạn. Dinh một Bảo Đại này thì được xây dựng sớm nhất các bạn, cho nên là nó không có to, nó nhỏ so với dinh ba dinh hai thì xây dựng sâu nên nó rất là to. Trước khi đi vào cổng cửa dinh này, có hai bức tượng là hai người lính canh gác. Dạ thông em mời di chuyển lên đi ạ. Dạ em ơi, nhận một cái vớ màu xanh này, bọc ngoài đôi giày của mình, không có phải tháo giày ra. Cầm một đôi rồi về trong nhà ngồi men. Về nhà ngồi men chứ. Đây còn lại cái áo này, áo long bào của vua Bảo Đại. Vào cái phòng phía bên trái này, cái phòng này là phòng làm việc của vua Bảo Đại. Trên đây có cái ảnh lúc vua Bảo Đại, dưới có cái lò sưởi nè, lò sưởi. Phòng ở trong này nữa. Đây là những cái đồng tiền. Tiền này là tiền Đông Dương. Đây là đồng tiền Đông Dương. Có in hình vua Bảo Đại. 5 đồng 10 sen. Cái này có cái điện thoại cổ. Điện thoại quá đẹp luôn. Điện thoại cổ.
Giờ mình đi lên trên tầng 2. Lên cầu tầng 2 thì mình gặp ngay là cái phòng này, phòng làm việc, gọi là phòng nội các. Đây có cái bảng các bạn, phòng họp nội các. Đây là một cái bàn dài với mỗi bên là 6 ghế nha các bạn, 6 ghế. Giữa đằng kia là vua, vua Bảo Đại ngồi tại vị trí đó, ở cái phòng họp. Bên cạnh thì có một cái cái điện thoại này, thời đó, đó chắc ngồi vị trí này là người trực máy, là thư ký. Phòng này cũng nhỏ thôi, đây là những cái bức tranh ảnh, tranh ảnh thời xa xưa. Và phòng mà nó cũng có cái lò sưởi rồi các bạn, lò sưởi. Rồi tiếp mình sang cái phòng mà bên đây là phòng thờ. Thấy không? Phòng thờ này. Phòng này là phòng nghỉ. Phòng nghỉ của các quan. Các quan thì có lẽ sau khi học hành này dễ lao nghỉ ngơi ở đây. Có một cái giường giường đôi với bộ bàn ghế, hai ghế đây. Một cái phòng đó. Nó cũng đơn giản thôi. Phòng nghỉ. Đây là phòng thờ. Trên kia là có thờ. Đây, cái bàn thờ này chắc là mới lập sau này. Thấy có ảnh của vua Bảo Đại với vị vua này nữa, với hoàng hậu ở Nam Phương. Đây là cái phòng ngủ. Chỉ có một cái giường đôi. Giường đôi khá đơn giản các bạn. Giường đôi nè. Với cái bộ bàn ghế gồm hai ghế thôi. Phòng cũng vừa vừa nhỏ nhỏ đó. Các cửa sổ nhìn ra ngoài rất đẹp. Trên cái khóa những cái bức ảnh. Đây là phòng làm việc của vua Bảo Đại đây. Làm việc và thư giãn. Đây là tượng, tượng sáp mà. Đây là tượng sáp này.
tưởng làm đẹp quá ta. Hoàng hậu Nam Phương. Tượng thứ hai là tượng vua Bảo Đại. Nhìn như thật. Phòng này là phòng nghỉ, phòng nghỉ ngơi của vua Bảo Đại. Có nghĩa là đường hầm thoát hiểm. Đường hầm thoát hiểm kia người ta không có cho đóng rồi, không cho đi, không cho tham quan. Đường hầm này là theo thông tin là đi từ cái cửa này nha, nối ra sân bay phía bên ngoài, sân bay Dã Chiến là đi theo cái cửa này. Đây là phòng nghỉ của Hoàng hậu Nam Phương. Đây, mình vào bên trong cái phòng nghỉ của Hoàng hậu Nam Phương này. Hầu như những cái phòng diện tích nó cũng tương đồng nhau hết, nó không có to lắm. Đây là một cái giường đôi. Trong này cũng có một cái bức tượng sáp Hoàng hậu Nam Phương. Tượng làm quá đẹp luôn nha, giống như thật. Ngồi bên cái ghế, có cái bàn tròn, có hai ghế thôi. Kia là có cái phòng trang điểm nhỏ nhỏ, phòng trang điểm không có cửa. Phòng bên này. Đây là phòng chụp hình. Ngay vào mình có thể mình chụp ảnh mặc trang phục chụp ảnh. Phòng này bên này cũng là phòng khách thông với cái phòng ở giữa kia. Phòng này là phòng làm việc của Nguyễn Đệ, phòng làm việc Nguyễn Đệ. Phòng này
Đây là cái khu vực cảnh quan đằng sau nha, khu vực đằng sau của dinh. Để phía cái sân sau, sân sau cũng khá rộng. Bay này. Bay. 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 Bay.